còn cái thằng nào còn cái cửa vệ sinh cũng, là cũng vậy luôn, còn cái cửa vệ sinh là cái loại này rồi sẽ... này là chiều 7 cánh này gì? Dạ đúng rồi, chiều 7 đây nhiều màu ra. Còn cái thằng này mấy màu? Dạ thằng này có mấy màu, loại này có mấy màu? Cái loại này nó sẽ có 7 màu cho mình lựa chọn, là 7 màu này. Rồi chiếu lên rồi, rồi. Cái loại kính dán giống giống gỗ là loại nào, loại nào, loại này ạ? À? Loại thứ hai phải không? Cái thứ hai. Cái màu này là màu đây. Cái mà giống gỗ là cái thứ hai cái gì? Cái giống gỗ nhất đó hả? Là nó màu này nó anh lên gỗ giống như vậy nè. À cái đầu tiên, cái đầu tiên. À, cái đầu tiên đúng không? Rồi ok. Còn cái loại nào nữa không? Dạ. Có hai loại loại gì phải không? Dạ, ở đây tụi em có hai loại. Còn cái loại đặc này là nói đó không? Dạ đúng rồi. Thương hiệu Yosun chúng tôi xin mang đến cùng khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý để quý khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với gia đình của mình. Và đặc biệt trong ngày cuối chương trình, chúng tôi mang đến cùng khách hàng những ưu đãi hấp dẫn, giảm những mức từ 10% đến 25% của những sản phẩm chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi quý khách hàng của chúng ta hãy đến ngay gian hàng của Yosun